Theo các bạn, đâu sẽ là trang phục cosplay mà đàn ông thích nhất? Liệu đó có phải là trang phục người nhện bó sát san sạt? Hay sẽ là trang phục cosplay thành thỏ đen dâm đãng, hoặc cũng có thể là hồ ly tinh chín đuôi, à chắc cũng có thể là trang phục cowboy miền Tây. Chúng ta hãy cùng theo dõi để xem đàn ông thích trang phục nào nha. Các bạn xem video nhớ bỏ tay ra khỏi quần vài giây để bấm like cho mình nữa nè. Ngày hôm nay tổ chương trình mời đến những cậu học sinh cấp 3 để làm giám khảo nhận xét trang phục cho các cô gái. Phải công nhận là chương trình chọn đối tượng tham gia thật sự hợp lý. Bởi vì những đứa cấp 3 này thèm gái vô cùng, trong người luôn dạo dực và luôn mong muốn một lần bị mất trinh. Cô gái đầu tiên bước vào mặc cho mình bộ đồ người nhện bó sát dính chặt vào cơ thể. Với đường cong cơ thể của cô nàng này đã khiến cho các chàng trai của chúng ta phải cưng. Trang phục người nhện ở phía sau còn có một móc kéo khóa nữa. Giờ vào nhà vệ sinh kéo khóa xuống là đóng gạch vào, cực kỳ tiện lợi luôn đó. Khi cô ấy bỏ khẩu trang ra, cô nàng không chỉ sở hữu body siêu ngon mà còn sở hữu khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp gợi cảm. Phải nói là cô nàng này là tuyệt thế giai nhân, nếu để chấm điểm thì tôi sẽ cho cô nàng 10 trên 10. Phải công nhận một điều là cánh đàn ông chúng tôi rất thích trang phục kiểu bó sát bìm bịp như vậy, trông kiểu nửa kín nửa hở, nhìn nó cứ bị kích thích sao ấy. Vậy thì chúng ta cùng đến với trang phục tiếp theo nào. Cô nàng nữ sinh này mặc trên người bộ body suit đi kèm với phụ kiện là chiếc quần tất lưới mắt to cũng với chiếc tai thỏ. Đây là trang phục cosplay khá là phổ biến nhưng đủ làm cho cánh đàn ông khi nhìn thấy phải dạo dực hết cả củ khoai lên. Đã vậy, cô nàng còn sở hữu bộ loa to khủng khiếp cùng làn da ngăm khiến cho các nam sinh không thể chịu nổi được nữa rồi. Thử tưởng tượng thỏ đen này mà cho phép khán giả kẹp củ cà rốt vào cái khu vé kia thì chắc chỉ nhấp lên xuống vài cái là chớ luôn, không chịu nổi được luôn á các bạn. Cô nàng để được các bạn nam sinh chấm điểm cao hơn cho mình còn nhảy bài 2 phút hơn của pháo để khơi ra những đường cong thân thể kia. Để mà chấm điểm thì mình chỉ chấm bộ này 8 trên 10 điểm mà thôi. Trang phục tiếp theo của chương trình là cosplay thành hồ ly tinh. Trang phục này nhìn thật sự rất táo bạo. Chủ yếu vẫn là bikini nhưng có thêm một vài mảnh vải tạo nên sự kích thích khi người ta nhìn vào trang phục. Cô nàng này sở hữu thân hình kiểu người dây nhưng khúc nào cũng ra khúc đấy, cũng cứ phải gọi là ngon từ thịt ngọt từ xương luôn đó. Trang phục thì đẹp nhưng nhan sắc cô nàng này so với hai cô nàng trước thì thật sự không thể nào bằng được. Cô ấy chỉ được chấm 7 trên 10 điểm thôi. Thật đáng tiếc khi cô nàng chọn trang phục không làm nổi bật lên nhan sắc của mình. Cùng đến với trang phục cuối cùng, đây là trang phục nóng bỏng nhất của ngày hôm nay. Cô nàng có bộ vếu siêu to khổng lồ lại còn mặc theo kiểu cao bồi Mỹ thế này thì bố ai mà chịu nổi được cơ chứ. Nhìn chiếc áo ngực của cô ấy đang phải gánh chịu hai quả tạ nặng phải đến 100 kg kìa mấy bạn, nhìn vào ai cũng bảo trông như khu ổ chuột vì nó quá khổ. Đã vậy, cô nàng còn tặng thêm cho các bạn trẻ một combo những hành động đầy khiêu gợi của nữ cao bồi nữa. Mấy thằng khứa này chắc kiếp trước cũng tu 10 kiếp rồi nên mới có số hưởng như vậy đó. Kết thúc chương trình, các chàng trai của chúng ta buộc phải đưa ra quyết định xem đâu sẽ là trang phục mà cánh đàn ông thích phụ nữ mặc nhất. Nói chung là trang phục nào cũng được các chàng trai của chúng ta chọn. Mà được chọn nhiều nhất đó chính là trang phục nữ cao bồi kìa. Còn riêng trang phục hồ ly tinh thì các bạn trẻ bảo chê nha. Vậy nếu các bạn được chọn, các bạn sẽ chọn trang phục nào? Bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nha.